Cùng theo chân Tây Văn Hát Việt Nam, Cớ Ninh đi vệ sinh mái nhà xưởng công ty in và bao bì VPC ở Đông Anh, Hà Nội sẽ như thế nào? Xin chào anh chị, hôm nay là tháng 8, 2023, T và H Việt Nam Cớ Ninh sau khi khảo sát, tư vấn, lên phương án thi công, báo giá, vệ sinh mái nhà xưởng thì công ty VPC đã đồng ý giá và chốt phương án thi công của bên T và H Việt Nam Cớ Ninh. Công việc vệ sinh mái bao gồm 4 mặt trong cộng một mặt mái nhà xưởng, kho và cột kèo, xà gồ, ô cửa kính, đường ống nước, bóng đèn, vân vân. Công ty VPC có 7 nhà xưởng có tổng diện tích lên đến hơn 12.000 mét. Công trình này T và H Việt Nam Cớ Ninh phải vệ sinh trong vòng nửa tháng mới vệ sinh sạch đẹp và bàn giao cho khách hàng. Quy trình vệ sinh nhà xưởng của TVH Việt Nam Cớ Ninh thì có hai anh em đứng trên xe lưng quét mạng nhện bụi và một bạn quản lý hỗ trợ quét phụ ở dưới. Nền và hàng hóa máy móc của VPC được TVH Việt Nam che chắn cẩn thận để tránh bụi rơi vào máy. Mời anh chị cùng xem TVH Việt Nam Cớ Ninh vệ sinh mái nhà xưởng cho công ty VPC nhé. Cảm ơn anh chị đã luôn ủng hộ, tin dùng và giới thiệu dịch vụ của TVH Việt Nam Cớ Ninh.